Con cảm ơn mẹ vì đời của con mà mẹ quá khổ. Bây giờ con đã phục sinh. Kính chào quý khán giả của Tin Vui Media. Con tên Kathleen, lần đầu tiên được làm việc chung với quý anh chị ở Tin Vui Media và cũng là lần đầu tiên được làm quen với quý khán giả của Tin Vui Media. Trong buổi tọa đàm hôm nay có sự hiện diện rất đặc biệt của cha Giuse Nguyễn Trọng Tước, cha thuộc dòng tên có bút hiệu là Nguyễn Tầm Thường. Cha viết rất nhiều về sách tu đức và thần học. Công việc mục vụ của cha là hướng dẫn các khóa linh thao, linh đạo của Thánh Ignacio, đấng đã sáng lập dòng tên. Ngoài ra, cha còn hướng dẫn các cuộc tĩnh tâm qua việc hành hương đất thánh tại Jerusalem. Con xin mời cha. Chào chị. Kính thưa anh chị em và đặc biệt quý vị khán thính giả của Tin Vui Media. Nhân dịp này, tôi xin được lấy cơ hội để cảm ơn tất cả anh chị em. Cách đây vào tháng 10, khi mà tôi ở bên Jerusalem với nhóm hành hương, tôi có gửi tin tức từ Jerusalem về cho Tin Vui Media và tôi được biết anh chị em đã cầu nguyện cho chúng tôi. Thật đặc biệt hôm nay, trước khi bắt đầu tọa đàm, tôi lấy cơ hội này để chào tất cả anh chị em, quý vị và đặc biệt gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em. Dạ vâng, và hôm nay cũng đặc biệt hơn nữa là cũng có cha Giuse Nguyễn Thái đến từ cộng đồng Trung tâm Công giáo Việt Nam, Đền Thánh Tự Đạo Việt Nam của California. Xin chào khán thính giả của Tin Vui Media. Tôi là Linh Mục Giuse Nguyễn Thái, là trung tâm giám đốc Trung tâm Công giáo. Có một cái cơ duyên là cách đây hơn 10 năm, trước khi về Trung tâm Công giáo, thì tôi đã đi hành hương chung với cha Tước, hướng dẫn đi đất thánh. Rồi sau khi về Trung tâm Công giáo là tôi mở ra các khóa học hỏi về 10 điều răn và 7 phép bí tích. Và đồng thời trong đó tôi cho lên những cái slideshow về đất thánh để giới thiệu đất thánh với cho mọi người. Và sau đó thì rất nhiều người cũng đã tiếp nối ghi danh để đi khóa, đi theo cha Tước để hành hương đất thánh, để hiểu thêm về đất thánh khi đọc thánh kinh. Cảm ơn cha. Dạ vâng, và cũng có anh Vũ Dũng có mặt hôm nay nữa, xin mời anh ạ. Con xin chào hai cha. Con có một cái cơ duyên là con cũng được đi theo cha Tước tham dự nhóm hành hương ở bên Do Thái, và từ đó đi con cũng cảm nhận được rất là nhiều điều thú vị, và hôm nay được cơ duyên mà được ngồi nói chuyện cùng với đây cha, và đặc biệt có cha Thái ở đây nữa. Vâng, cảm ơn anh. Và hai người cuối cùng rất đặc biệt, rất dễ thương, đó là hai cô bé này đã từng đi hành hương cùng với cha Tước và với Kathleen. Hai cô bé rất dễ thương có mặt ngày hôm nay. Dạ, dạ chúng con xin chào hai cha với cô với chú và quý vị luôn. Dạ, có tên là Amy. Và con tên là Melissa. Rồi, cảm ơn Amy, cảm ơn Lisa. Chào thưa cha, tình hình hành hương bên đất thánh như thế nào thưa cha? Tôi nghĩ đấy là cái câu hỏi rất là thú vị, vì bây giờ có khi cả thế giới họ đều thắc mắc là không biết đất thánh bây giờ thế nào. Mới ngày hôm qua tôi liên lạc về bên Jerusalem, tôi hỏi tình trạng ở bên ấy như thế nào. Thì họ cho biết các nhóm người Phi Luật Tân họ bắt đầu họ đi khá lâu rồi. Nghĩa là họ đến đất thánh rồi. Thì tôi nghĩ lý do đơn giản là bởi vì bên đất thánh bây giờ mấy chục ngàn người Philippines họ lao động ở bên đó, cho nên họ nắm bắt cái tình hình ở bên đó một cách rất là chính xác. Vì thế mà có họ liên lạc với những nhóm muốn đi hành hương từ Philippines, cho nên họ nắm vững cái tình trạng đó. Cho nên ngay bây giờ những người da trắng thì chưa có nhóm nào đến đất thánh, rất ít. Thế nhưng người Philippines thì họ đã đến đất thánh khá nhiều rồi. Đó là cái tình trạng ngay bây giờ những người đi hành hương. Dạ vâng, thưa cha. Cảm ơn cha. Theo kinh nghiệm của cha thì những người đi hành hương đất thánh đó, người ta mang được hoa trái gì về? Tôi nghĩ đây cũng là một câu hỏi thú vị, bởi vì mình muốn đi thì mình phải có cái mục đích, rồi mình phải muốn có cái gì thì mình mới đi như vậy. Nhưng mà cái câu hỏi đó thì đáng nhẽ phải hỏi những người nào họ đi tham dự. Thì dạ vâng, đúng rồi, con đồng ý với cha. Wow. Yeah. Thế thì bây giờ đây, tất cả những người này là những người tham dự. Trước hết thì con xin cha có thể thay thế con trả lời, vì cha nói với cái kinh nghiệm của cha thì nó chính xác.
Kính thưa quý khán thính giả của đài Tin Vui, nếu mà chúng ta đọc tin mừng mà chúng ta chưa đi đất thánh thì chúng ta chưa mường tượng ra được cái khung cảnh và cái bối cảnh của câu chuyện nó xảy ra làm sao. Nhất là nếu mà chúng ta học Lectio Divina, cầu nguyện bằng lời Chúa đó, nó có một cái phương pháp gọi là nhập cảnh. Nếu mà chúng ta suy niệm đó, chúng ta đã đi rồi, chúng ta sẽ đưa mình vào cái cảnh đó, như cái cảnh của Đức Mẹ đi bộ từ Nazareth mà đi lên thăm bà chị họ để lên miền núi. À, mình đã đi hành hương rồi, mình biết cái khoảng trên 100 cây số đó đi lên miền núi nó lên làm sao. Và lên cái dốc của nhà bà Isabel ở trên núi mà Đức Mẹ phải đi gánh nước và xuống dưới bê nước. Chúng tôi đi lên đi xuống có 2 lần thôi đứng thở rồi. Như vậy thì tôi có thể thông cảm được với Đức Mẹ hồi đó là một thiếu nữ 15-16 tuổi đến giúp cho bà Elizabeth, cần phải có một người giúp để mà đi lấy nước cũng gì hết trơn. Nhà 2 ông bà già rồi mà bà Elizabeth đến ngày thanh có bầu thì phải có một người trên đội cái vò nước xuống dưới đấy, ký nước đi lên đi xuống đi xuống. Nên là đại khái mình biết cái giếng ở chỗ nào, đi làm sao, gọi là đồi núi nó thế nào, cái nhập cảnh. Đúng rồi, thì khi mình chiêm niệm đó, mình nhập vô cái đó, mình mới dễ mường tượng được các nhân vật cũng như là cái hoạt cảnh nó như thế. Thì với bấy là đấy là Đức Mẹ vội vã đi, trời, đi lên một miền núi đi nó mệt lắm, đi thở dốc, và Đức Mẹ rất là vội vã, thì mình có dễ đi vào cái mình thấy cái thái độ của Đức Mẹ, mình học được cái nội biến chuyển nội tâm của Đức Mẹ, để rồi bây giờ mình có thể nhập cảnh vào đó thì nó dễ dàng hơn là mình chưa có đi thì mình ngồi trên giấy tờ không hơi khó. Con thấy cũng rất là đúng đấy cha. Với lại, tôi đề nghị thế này, cái câu hỏi đó thực sự là câu hỏi dành cho những người đã đi. Thì ở đây đặc biệt có 2 em đó. Thế thì bây giờ cái năm mà con đi hành hướng đầu tiên á, cái năm đó con mấy tuổi, con học lớp mấy năm đó? Là con 16 tuổi đó, là con học lớp 10, và lúc đó thì là con mới thêm sức xong á. Năm đó là mới thêm sức xong và đi hành hương luôn. Bây giờ con có thể nói cho cha biết là cái lúc mà con đi như vậy, cha nói tiếng Việt hết con có hiểu không? Thì con hiểu. Rồi mấy phần trăm? Con hiểu khoảng 90% rồi, là gần gần như là gần 100% rồi. Quá giỏi. Không, nhưng mà lúc con đi là con hiểu được, con hiểu được lúc cha đọc cái sách thánh, với con có mang theo luôn đó là cái sách thánh con English luôn đó, and then con nghe kỹ hơn lúc cha giảng đó, và sau khi con nghe được đó là con connect luôn với lại kỷ niệm của con, và như vậy nó làm con có thể hiểu được cho lúc đó vẫn 16 tuổi đó. Nhưng mà con cố gắng con nghe hiểu với con connect với cái experience gì của con lúc đó đó. Cảm ơn con. Còn con lúc đó mấy tuổi? Lúc đó con là 14 tuổi, và con sắp sửa bắt đầu high school. Vậy thì với con, con đi đất thánh, con hiểu ít hơn chị của con. Tại vì hồi đó là con cũng nhỏ hơn, thì when con đi ở đó con được thấy cái gì mình đọc ở trong cái Bible sách thánh, và được thấy cái đó, và thì hiểu cái gì khổ, hay là hiểu Chúa dẫn cái gì nhiều hơn. Bây giờ cho hỏi con cái này nhé, cái lúc mà ba má bảo con đi đất thánh ấy, lúc đó thật sự là con có muốn đi hay không, hay là bắt buộc? Con nhớ là một năm trước tụi con cũng sướng, tụi con cũng được đi Vatican, hay được đi Lộ Đức luôn. Và con nhớ thăm cha ở đó luôn, ở Vatican. Và sau khi đó nói chuyện với cha, ăn kem luôn. Nhưng mà sau khi nói chuyện với cha, mẹ của con cũng được đi rất thánh luôn. Và she hỏi tụi con sau khi mình đi, mình có muốn đi đất thánh luôn không? Và tụi con immediately tụi con cũng nói tụi con muốn đi, tại vì mình muốn hiểu hiểu cái gospel nhiều hơn, nhưng mà mình muốn hiểu hiểu like from cái gospel to
how nó relate với mình, mm-hmm. even from the gospel to real life, I mean, feel nhiều hơn. Ok, cảm ơn con. Bây giờ trở lại cái câu hỏi của cô hỏi là khi đi Đức Thánh như vậy thì mang lại cái hoa trái thiêng liêng gì? Đó. Thế thì đối với con thì sau khi con đi xong rồi thì con về thì cái gì xảy ra? Rồi cái liên hệ giữa con với Chúa, hoặc là khi con đọc kinh trong gia đình, là whatever, cái gì mà con... thì sau khi cái lần đầu tụi con đi cái hành hương thì con về con cảm giác là con được mang ơn là cái vậy là giống cái Holy Spirit, nhất là tại vì con mới thêm sức thì là con cảm giác là con có cái niềm tin để cho con tiếp tục sinh hoạt trong thiếu nhi đó. Lúc đó thì con là thân hiệp sĩ đó, thì con tiếp tục sinh hoạt với, lúc đó thì là con có chơi đàn trong nhà thờ đó, cho vài mấy cái đàn. Và sau khi đó luôn á, là trong thiếu nhi đó thì là cần có người đánh nhịp luôn á, cho cái đàn thiếu nhi đó. Thì sau khi đó con có cầu lúc con đi hành hương luôn á, và con về thì con cảm giác là Chúa cho con cái sức với cho con cái khả năng, cái special talent để chơi nhạc được á. Và bây giờ cho con cái spirit and then có cái leadership luôn, là bây giờ để con đứng con đánh nhịp được, làm ca trưởng cho cái đoàn thiếu nhi đó. Thì từ lúc đó cho tới bây giờ luôn là con vẫn có cái sức đó để con phục vụ với, để con dùng cái niềm tin của con với cái khiếu về nhạc á, để con phục vụ với, bây giờ là con có thể giúp cái tự trẻ với các em được qua nhạc, với đúng vẫn qua cái kỳ con học qua đi hành hương. Chắc là bây giờ chắc là để dành cho cha Thái hoặc là chị ở đây, hoặc anh có câu hỏi gì, hoặc là muốn hai em thì có lẽ là tốt hơn. Con thấy là như là quý khán thính giả thấy hai em rất là dễ thương, tuy là sanh trưởng ở đây, Amy and Melissa là hai chị em sang ở đây mà rất là cố gắng nói tiếng Việt, cái đó là khó lắm. Con lớn lên ở Mỹ nhưng mà nói nhiều lúc cũng nói cũng là pha tiếng Anh. Cái đó là cái tật quen rồi phải không? Thành ra nếu mà để cố gắng như hai em vừa rồi đó mà chỉ nói toàn tiếng Việt không, cho dù nó hơi ngọng nhưng mà rất có duyên, rất cố gắng. Cảm ơn hai em đã cố gắng nhiều như vậy. Còn đối với riêng con thì khi đặt chân đến Đất Thánh á, lần đầu tiên là con đi chung với hai em á, thì có một cái feeling nó khác lắm. Đúng là người ta nói là mắt thấy tai nghe cũng không bằng mà chính mình có mặt ở đó mình mới feel được. Thì khi mà mình đụng chạm tới những lịch sử nói về Chúa, hay là mình cha dẫn dắt tụi con đi qua cuộc khổ nạn Chúa sinh ra, rồi Chúa lớn lên, rồi Chúa chịu khổ nạn như thế nào. Chúng ta đang nói chuyện về cái thiêng liêng, những cái hoa trái thiêng liêng. Nhưng mà có thể còn những cái câu hỏi khác mà chị muốn, hoặc là cha, hoặc là anh Dũng nhé, thì chúng ta cứ tiếp tục rồi có thể là hai em sẽ nói thêm về sau. Một cái nguồn mà để có dễ sinh được cái hoa trái thiêng liêng đó, đó là cái cuốn mà cha Nguyễn Tập Thường này đã viết cho những người đi hành hương, là kẻ đi tìm. Và trước khi mình thực sự dấn thân vào cuộc đi hành hương đó, mình tìm, mình nghiên cứu cái cuốn sách đó, mình cầm tay và đi đến đâu mình mở ra mình coi, học hỏi. Thì nhờ cái cuốn đó mình học hỏi được rất là nhiều, nhất là nhiều các địa điểm đi tới cha viết rất là kỹ. Và cho tới bây giờ mỗi lần mà cha cứu lại Kinh Thánh thì tôi vẫn phải trở lại cái cuốn đó, vẫn phải trở lại với những sự kiện xảy ra. Tại vì khi mình đi á, lúc đó mình lo cầm máy chụp hình, lúc đó nó quay phim, lúc đó ai đứng mà chụp cho tôi bức hình, chụp cho tôi bức hình. Xong chụp hình xong mình về mình coi lại, ủa, hình não nhà thờ. Giống nhau hết chứ. Mình cũng chẳng biết là mình là đứng đang ở ngày thứ mấy, mình đang ở đâu nữa. Thế thì nhờ cái cuốn đó, mà mình nhận diện đó là ngày nào, mình đi đến đâu, mình đang hiện diện ở đâu, cái bức hình này có liên hệ đến chỗ nào. Thì nếu mà quý vị mà không nghiên cứu đọc kỹ cái cuốn đó mà buông tay đi không, mà đi gọi là cưỡi ngựa xem hoa, về quý vị mở ra camera, thấy chỗ nào cũng nhà thờ, cũng không còn nhớ là mình ở đâu. Cái cuốn đó là cái cuốn xa xưa rồi,
Bây giờ cuốn thứ hai sắp ra, cuốn thứ hai còn hay hơn cuốn thứ nhất nhiều. Oh, wow. Cho mọi người biết cuốn thứ hai á, cái tên của nó rất là thú vị. Dạ. Yeah. Tôi đã thấy à, đi tìm. Cuốn trước là kẻ đi tìm. Cuốn thứ hai sẽ là tôi đã thấy. Wow. Vậy thực sự cuốn... cha cũng tặng cho cha Thái còn là cuốn ra đầu tiên đấy. Yeah. Đấy. Có cuốn đầu tiên là đọc kỹ lắm. Không, thực sự cái cuốn thứ hai á là sẽ đi sâu hơn. Vì cuốn thứ nhất thì lúc đó những cái năm đó có mới qua thì cũng là học hỏi thôi. Nhưng mà sau 10 năm hướng dẫn rồi, mình cảm nghiệm những cái hoa trái thiêng liêng của chính mình, của những người khác, thì cuốn thứ hai nó đi vào cái suy niệm chiều sâu của mỗi chỗ nhiều hơn. Thì con đã đi với cha lần một rồi, con đang cố gắng muốn thực hiện lần thứ hai. Mà lần hai này con không đi xe, con đi bộ. Con mới thực hiện một cái cuộc hành trình đi 260 cây số đường bộ với ba lô đi hiking. À, đi thành hình gọi là The Camino de Compostela. Okay. Con bay từ đây sang Paris, xong bay qua Fatima, xong từ Fatima cầu Đức Mẹ ban ơn cho con đau lưng. Con tưởng con phải bỏ cuộc, nhưng sau khi cầu nguyện với Đức Mẹ xong, con mang đi một bó thuốc như thế này, toàn thuốc giảm đau thôi, không xài một viên nào hết. Mà đi từ Fatima bắt đầu đi xe đến Porto, rồi từ Porto là bắt đầu đi bộ, đi ba lô, đi cho đến đi 12 ngày. Cái ngày đi dài nhất là 36 cây số. Và những ngày khác là mỗi ngày trên 20 cây số. Như vậy thì cha có dư sức để đi Đất Thánh. Dạ. Bởi vì cha đi trên 200 cây số và Đất Thánh từ Bắc tới Nam chỉ có 150 cây thôi. Vâng. Dư sức thì để con cha đi có cái thể đó đi. Thì tự nhiên con nghĩ đến là con sẽ hành hương Đất Thánh bằng đường bộ, không xe nữa. Mà con nhớ lần đầu cha dẫn con đi đó, cha dẫn đoàn của chúng con được hân hạnh là lên tuốt trên cao, trên núi Li Băng, cái nơi mà Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đến đó để hỏi thầy là ai, để nhìn thấy các cái đền thờ thần ngoại trên đó. Đó, leo đi dốc, xe nó leo dốc lên cao lắm, xong rồi mới xuống dưới này. Đấy, thì con đang mong có một ngày con sẽ trở lại Đất Thánh bằng đường bộ và con đi. Cha Thái, bây giờ đấy, hai đứa con nghe thấy cha Thái nói như vậy, chúng con có dám một ngày nào đi bộ không? Vâng, đi luôn đi. Con vẫn còn trẻ thì mới đi bộ được. Như vậy thế này, cha hỏi như vậy là thế này. Cha hỏi như vậy là hai con còn trẻ thì lúc đó cha cũng sẽ đi bộ. Thế rồi hai đứa sẽ đeo ba lô giùm cha. Ok. Vậy một đứa đeo cho cha Thúc, một đứa đeo cho Thái. Không, có sẵn ba lô rồi. Và đã có kinh nghiệm. Đây, đi như vậy phải biết có kinh nghiệm là mang những thứ gì cần thiết. Cái lần đầu con kinh nghiệm con đã mang giảm tối đa rồi, nhưng bây giờ đi lần thứ hai thì con sẽ giảm đi mang 3 phần. Lần trước con đi ba phần, xài có 1 phần thôi, còn 2 phần là dư. Bây giờ lại con phải bỏ lại mất 2 phần nữa và chỉ mang có 1 phần rồi. Bây giờ thế này, con đề nghị là chúng ta hãy để cái ngày đó đã. Bây giờ trở lại cái câu chuyện hội đàm của chúng ta về Đất Thánh. Như vậy chị còn có câu hỏi gì? Dạ vâng, dạ thưa cha, bây giờ mình trở lại về vấn đề, con muốn trở lại về vấn đề chiến tranh giữa Do Thái và Palestine đấy cha. Thì bây giờ cái chiến tranh đó nó có giảm bớt gì không cha, hay là vẫn như vậy? Khi nào thì cha có thể hành hương trở lại được? Đó là câu hỏi rất là thực tế. Nếu đủ số người thì đến tháng 3 này là chuyến mà tôi lên đường. Bởi vì chuyến tháng 3 là chuyến lễ lá. Cái ngày lễ lá là cái ngày đặc biệt nhất trong một năm. Mấy năm nay rồi tôi không bao giờ bỏ ngày lễ lá là một, và bỏ đêm Giáng sinh ở Jerusalem. Thì năm nay đã bỏ mất mùa Giáng sinh rồi. Ngay bây giờ thì còn 30 mấy người vẫn ghi danh đi chuyến lễ lá. Họ không có bỏ. Cho nên nếu đủ số người thì tôi sẽ lên đường. Cái câu hỏi được đặt ra là có nguy hiểm hay không? Và chiến tranh như thế nào? Đây là câu hỏi cũng mất khá dài thời gian để nói một chút. Thì chúng ta thấy như thế này. Chính xác là ngày mùng 7, nếu mà tôi không lầm, tháng 10, thì Hamas bắn rocket, pháo kích. Dạ, lễ Mân Côi. À, chắc còn nhớ đó, lễ Mân Côi nữa. Dạ, hôm đó đúng vậy. Okay. Thế thì khi mà pháo kích bắn rocket như vậy thì trong vòng hình như có tuần lễ hay là 10 ngày gì đó. Rồi chúng ta thấy Hamas không xuất hiện nữa. Từ tháng đó cho tới bây giờ, chỉ có một bên là Do Thái tấn công Palestine, tấn công Hamas.
Thế thì chúng ta cũng phải đặt ra câu hỏi, chiến tranh gì mà kỳ lạ vậy? Chiến tranh thì phải hai bên đánh nhau chứ. Thế tại sao chỉ có ban đầu Hamas pháo kích rồi sau đó hoàn toàn ngừng? Và bây giờ chúng ta nhìn vào con số thì cái tuần lễ đầu tiên media thông tin cho biết là người Do Thái bị thiệt mạng khoảng chừng trên 1.000 người, rồi bị bắt cóc không biết 200 hay là bao nhiêu người gì đó. Bây giờ Do Thái đã giết trên 20.000 người Palestine. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy nó có một cái gì không ổn trong cái chiến tranh này. Và nếu chúng ta theo dõi tin tức thì chúng ta thấy trong những ngày gần đây, cách đây tuần lễ gì thôi, Do Thái lên tiếng phản đối Đức Giáo Hoàng Francis. Bởi vì Đức Giáo Hoàng có nói một câu là không thể lấy khủng bố để mà tiêu diệt khủng bố. Ngài ám chỉ, Ngài nói rằng cái hành động của người Do Thái bây giờ ít nhiều cũng giống như khủng bố vậy. Và Ngài đã bị thế giới Do Thái tấn công một cách quyết liệt. Nhưng nếu chúng ta theo dõi thêm tin tức thì chúng ta thấy tờ, tôi nhớ không lầm gì, như tờ Washington Post, họ bảo vệ Đức Thánh Cha. Hoặc là có thể nói là người Do Thái tự vệ, nhưng phải nói thêm một câu là tự vệ quá đáng. Như vậy chúng ta thấy cái chiến tranh này nó có một cái gì đó, tôi có thể nói rằng là nó hơi lạ. Cái điều đó tôi muốn nói rằng tại sao tôi nhắc lại là lúc cha Đoan, linh mục dòng tên Do Thái, với cái kinh nghiệm thì Ngài bảo rằng khi nào có chiến tranh, nghe tin như vậy thì đấy là cơ hội tốt để đi hành hương. Bởi vì người ta sợ, người ta không đi, thì mình đến đấy, mình tha hồ đi, mình không có phải chờ đợi. Thế còn câu hỏi cụ thể được đặt ra ấy, là Jerusalem thì sao? Vâng, đúng rồi. Và Jerusalem thuộc về ai? Và đó, đó, đấy là cái thắc mắc. Thì chúng ta sinh hoạt nhiều là sinh hoạt ở Jerusalem. Cái dải Gaza nó nằm mãi ở phía nam. Jerusalem ở đây. Thế thì Jerusalem, tôi nghĩ rằng tôi sẽ nói với Tin Vui Media chiếu một cái đoạn video tôi cắt nghĩa về Jerusalem, thì có thể là quý khán thính giả họ sẽ biết rõ hơn. Đây gọi là chép paket, tức là cái cổng này đây, cái cổng ở đây. Jerusalem bây giờ chỗ này nó chia ra làm 4 phần. Phần Christian Quarter nó nằm khúc chỗ này. Phần Armenian, tức là chính thống giáo Armenian, họ chiếm được phần này. Phần người Do Thái họ chiếm được phần này. Và đây là cái tường Than Khóc mà chúng ta sẽ tới, tường Than Khóc ở đây. Còn Hồi giáo họ chiếm cái phần quan trọng nhất. Tất cả phần này là thuộc về Hồi giáo hết. Đó. Thế thì cái phần mà Hồi giáo chiếm này á, là họ chiếm cái phần quan trọng nhất là cái này. Và tôi nói chị em, người Do Thái chỉ có một đền thờ mà thôi, không được phép có đền thờ khác. Và đền thờ này bây giờ Hồi giáo họ chiếm rồi. Cho nên người Do Thái họ sẽ nói rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ lấy lại. Và họ đã làm một cái mô hình của họ rồi. Cho nên không thể nào gọi là có cuộc chiến tranh ở đây được. Đó. Thế thì cái tường Than Khóc là cái tường mà duy nhất còn sót lại, tất cả phá không còn gì hết. Nhưng cái tường Than Khóc là duy nhất còn sót lại. Thì cái tường Than Khóc người Do Thái thì này, nó kêu đồ Western Wall, nó nằm chỗ này. Nhưng thật sự nó chạy dài dưới lòng đất mà nó còn ra tới đây nữa. Nhưng mà người Do Thái bây giờ chỉ giữ được có phần này thôi. Cho nên cái nỗi đau của họ là khi nào họ chiếm hết được. Đó. Để xem bắt đầu hiểu như vậy. Rồi, chúng ta đang ở đây. Nếu không có gì bình thường mà xảy ra, hai ngày nữa chúng ta vào ở là nhà chúng ta ngay đây, để nằm ngay góc này. Để anh xem cha, có hai ngày ở trong nội thành này. Thế thì ông vua Herode, mà lúc các ba vua đến hỏi á, tôi thấy vì sao mọc lên ấy, Herode đại đế đó,
là cái palace của ta là đây này, đó. Cho nên ba vua mới đến hỏi, rồi họ mới đi về Bethlehem. Cho nên chỗ này là chỗ mà ông vua Herode đại đế ngày xưa ông ở đây. Cho đến thời kỳ Herode con, thì lúc mà xử chúa đó, dinh Pilato đó ở đây. Thế thì khi Pilato nghe thấy rằng bị tố cáo rằng ông Giêsu này nổi loạn từ vùng Galilee, thì ông ta thấy Galilee tức là thuộc thẩm quyền của Herode, thì lúc đó Herode đang ở đây nữa, thì ông ta mới cử chúa lên. Đó. Bây giờ chúng ta ăn xong là chúng ta lên ngọn núi Ô-liu. Chúng ta lên ngọn núi Ô-liu đây này, để chúng ta nhìn xuống, thì lúc đó anh chị em sẽ thấy Chúa lập bí tích thánh thể ở chỗ nào, vườn Gethsemane ở chỗ nào, bị bắt ở đây rồi dẫn về dinh Caiapha ở đâu, dinh Caiapha rồi dây đưa đến cho Pilato, Pilato gửi cho Herode, Herode gửi lại cho Chúa, cho Pilato, rồi Pilato đem đi đóng đinh. Đó. Thì lát này trên kia anh em nhìn xuống anh em sẽ thấy rõ. Thì khi đọc bài thương có tuần thánh là nó hiện lên là anh chị em biết chỗ nào. Chứ còn bây giờ chúng ta đọc thấy nó cứ lung tung, chúng ta không thể hình dung được. Đấy là lý do tại sao chúng ta phải đi là như vậy. Jerusalem Do Thái có một phần, Hồi giáo chiếm phần lớn nhất và quan trọng nhất, rồi chính thống giáo chiếm một phần, rồi Kitô hữu chiếm một phần. Và cứ bình thường không thể nào mà người ta tấn công vào Jerusalem. Có hai lý do. Tôi nghĩ cái lý do thứ nhất là Hamas không có đủ khả năng. Đó chúng ta thấy sau một tuần lễ, rồi bây giờ im rồi, Hamas biến đâu? Chứ làm sao họ có thể pháo kích vào Jerusalem được? Bây giờ kể như là họ như bóng ma trốn đi rồi. Đó. Vì thế Jerusalem rất an toàn. Lý do thứ hai, đó là một thủ đô về tôn giáo quá quan trọng đối với Hồi giáo nữa. Và nếu bất cứ ai mà đụng vào Jerusalem thì sẽ bị toàn thể thế giới họ kết án ngay. Rồi một câu hỏi thực tế, khi chiến tranh xảy ra như vậy thì Jerusalem có nguy hiểm không? Có chạy trốn không? Câu trả lời, người Do Thái họ theo đạo Công giáo ít lắm. Người Palestine họ theo đạo Công giáo ít lắm. Như vậy không có tu sĩ người Palestine và người Do Thái, rất là ít, 5-3 người. Như vậy cả hàng ngàn các tu sĩ đang làm việc ở bên Jerusalem là người ngoại quốc. Việt Nam bây giờ là cũng có chừng 4-5 sơ, vài cha Việt Nam đang ở bên đó. Rồi người Canada, người Mỹ, người Tây Ban Nha, người Bồ Đào Nha, tất cả người ngoại quốc làm thành những người Công giáo, làm việc ở trong tất cả các trường, các tu viện. Khi chiến tranh xảy ra như vậy, họ đâu có bỏ đấy họ đi. Và họ vẫn làm việc bình thường. Điều đó trả lời rằng có sự an toàn chứ. Có phải chăng? Thì chắc có phải là Jerusalem, đất thánh đó bây giờ đã thuộc như là quốc tế rồi không cha hả? Thành ra không ai... Khi Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đến thì Ngài cũng có muốn đề nghị rằng quốc tế Jerusalem để tất cả thế giới coi đây là vùng đất chung. Nhưng mà người Do Thái không đồng ý. Bởi vì người Do Thái vẫn muốn một ngày nào đó họ sẽ bỏ hết tất cả các tôn giáo khác, họ chiếm Jerusalem riêng của họ. Cho nên đó là cái vấn đề. Ok. Vậy bây giờ mình trở lại câu hỏi là hơi riêng tư với cha một chút xíu. Cha đã dẫn dắt giáo dân đi tĩnh tâm hành hương, thì hoa trái của người hành hương nhận lấy là cha cũng đã biết rồi. Bây giờ con xin hỏi ngược lại, hoa trái của cha nhận là được những gì? Cha thổ lộ cho tụi con biết. Con có hiểu câu hỏi không? Hiểu với, hiểu. Chỉ một người không hiểu. Cha người hiểu, chỉ có một người không hiểu. Giả bộ không hiểu thôi. Không rồi chị. Câu hỏi cũng rất là hay, nhưng mà thế này. Thế này là trước khi cha trả lời câu hỏi của cô á, thế thì hai con ấy còn đi lần thứ hai nữa, có đi đâu hai lần ở đất thánh phải không? Thế thì cái lần thứ hai là lúc con đi là lúc đó còn mấy tuổi, mấy năm sau rồi con đi lần thứ hai? Dạ, 3 năm sau, lúc đó 19 tuổi. 19 tuổi. Dạ.
Dạ, 19 tuổi là con mới học năm thứ hai của college. Dạ. Rồi bây giờ tại sao con lại đi lần thứ hai nữa? Lần thứ nhất con đã đi rồi. Dạ, đúng rồi. Cái lần thứ hai đó, lúc đầu đó, là mình đi dụ hai cậu của mình đi theo luôn để có thể mình đi. Tại lúc mình về đó là mình chơi. Con này là con dụ hai cậu con đi. Dạ, thay vì rồi. Cậu con dụ con đi thì bây giờ con đi. Đúng rồi, tại vì giống như cha kể đó là thường người ta nghe về chiến tranh ở bên đất Thánh là người ta sợ rồi. Và có thể nhiều người nghe là như vậy đó. Và tại vì có thể là tốn tiền luôn hoặc có thể là phải đi lâu, đi sợ là đi mệt luôn á, thì có nhiều cơ thể reason tại sao không nhiều muốn đi lý đó. Do. Đúng rồi, có nhiều lý do. Thì tụi con có về mình kể gia đình của mình với bạn bè của mình á, và mình thấy có hai cậu của tụi con á, có thể là they nghe, they thấy they interested nhưng mà không phải là they muốn đi liền đâu. Hai cậu của em là bao nhiêu tuổi rồi? Được hả? Dạ đúng rồi, thì khoảng 40, 44, 45. Dạ, dạ. Dạ. Thì tụi con về đó với mình cầu cho hai cậu luôn đó, mình nói hai cậu có thể cầu nguyện luôn đó, nếu thì nghe, giống như nếu thì nghe ý Chúa để đi qua đó thì đi chung với tụi con đó thì có thể vui hơn là đi một mình đó. Và thì tụi con thấy là cơ hội đó là mình đi chung được với hai cậu đó, với một cái cậu của tụi con đó là hi dạy lớp giáo lý đó. Thì mình thấy là sẽ có ý nghĩa cho cậu của mình, mang man ơn cho cậu nếu hi có thể đi hành hương được á. Thì tụi con lúc chuyến đó thì mình đi với hai cậu đó. Lúc đầu là mình muốn mang thêm người trong gia đình của tụi con có thể đi hành hương được, có thể để experience được cái hành hương với mang ơn được của đi hành hương á. Nhưng mà cho con á, sau khi mình đi cái lần đầu đó, con suy nghĩ về how lúc cha nói mỗi lần mình đi hành hương á là mình phải có cái goal mình là tại sao mình muốn đi hành hương. Thì cái lần thứ hai đó là con thấy là lúc đó thì con mới là trở thành huynh trưởng á. Thì bây giờ là con được sinh hoạt với, bây giờ là con dạy lớp với con được giúp các em bằng làm giống như gương mẫu cho các em ở trong giáo xứ của con á. Thì lúc đó là con thấy là hơi khó cho con để con có thể balance tất cả giống việc ở trường á, việc làm ở ngoài với also vẫn có thời giờ, phải có cái sức với niềm tin để vẫn muốn sinh hoạt với, để giống như sacrifice cái thời giờ của con để sinh hoạt. Và con thấy con không có cái energy với spirit giống như lúc trước á, thì con thấy là con muốn đi hành hướng để cho con trở về lại được á, là con có thể giống như sinh hoạt với nhiều niềm tin hơn để cho ảnh hưởng tốt hơn cho quân bình tất cả nhiều việc. Dạ, thì đúng rồi. Với con thấy lúc đó là con bắt đầu lớn hơn rồi, bây giờ đó là mình không phải là giống như phải mỗi tuần đi học và giáo lý Việt ngữ nữa, mình không phải giống như bây giờ mình có nhiều tự do hơn á. Với cái tuổi đó đó, bây giờ đó là có, nếu ba mẹ của mình nó không ép mình đi nhà thờ đó hoặc không ép mình phải làm như vậy đó, mình có không phải làm luôn đó, tại bây giờ mình có tự do hơn rồi. Thì con thấy là con muốn đi hành hướng để con có cái niềm tin để cho con ảnh hưởng tốt được, nhưng mà để cho lúc bây giờ, cho sau đời bây giờ luôn á, là con muốn lúc con quyết định trong việc làm hoặc ngoài đời sống của con á, con muốn có thể con quyết định như cái gì là theo cái ý của Chúa hoặc cái đường ở Chúa muốn cho con, hơn là cái gì con nghĩ hoặc hơn cái gì ngoài đời. Con để cho Chúa quyết định, con bắt đầu nghe rồi. Tiếng Chúa nhiều hơn. Đúng rồi, thì nhưng mà mình nghe tiếng Chúa là từ mình phải là build cái relationship với Chúa để cho mình nghe tiếng Chúa được. Thì con thấy là đi hành hương có thể giúp con về giúp cái con đó được. Cho nên con đi lần thứ hai. Dạ. Tuyệt vời. Dạ. Rất tuyệt vời. Bây giờ con nghe cái câu hỏi cha là
Thế thì cái kinh nghiệm cái hoa trái thiêng liêng nào xảy ra cho riêng cha đó? Tại vì cha thì... đã nghe con hết rồi. Đúng rồi, bây giờ cha phải đúng rồi. Nhưng mà cha vẫn muốn nghe thêm cha chứ. Cha làm khó Melissa. Bây giờ con đi lần thứ hai nhá. Bây giờ cha hỏi cái câu hỏi này nữa. Cái này nó hơi riêng tư đó, nó personal question đó. Cho nên tùy con nhá. It's up to you. Cái đi lần thứ hai hoặc cái lần thứ nhất, khi con đi như vậy, con cầu nguyện đặc biệt cho một cái intention nào không? Con đầu cầu nguyện đặc biệt cho ai không? Khi mà con đến với Chúa trong những ngày ở Jerusalem, những ngày hành hương ở Bethlehem, ở Nazareth, có giây phút nào con cầu nguyện mà con cầu nguyện đặc biệt cho một cái một người nào hoặc là một cái ý định nào, một cái intention nào đó? Thì con nhớ lần thứ hai đi, tụi con cũng xin lễ cho gia đình ba mẹ của con, cho ba mẹ của con đỡ argue với nhau. gia đình của mình get along and then increase good love and care cho nhau. Và con nhớ là mỗi lần đi số khác, con cầu nguyện cho ông ngoại của con luôn, và các bác của con hay người mấy qua đời cái đó. Thì con cầu nguyện cho gia đình của con nhiều, và con cũng cầu nguyện cho con để cái lần thứ hai đi, cái gì con đi tìm, con thử tìm cái faith của con, strengthen it more. Thì lần trước con 14 tuổi, thì lần thứ hai 17 tuổi sắp sửa đi college, sắp sửa làm an adult. Thì với con bao giờ con cầu nguyện ở chỗ nào, con cũng hỏi Chúa cái gì xảy ra cái life của con không biết, nhưng mà con cầu nguyện cho Chúa guide con throughout the whole time, để cái gì, whatever I do, it's with purpose, with intention, with faith, building faith, với God, building cái relationship giống chị của con nói với Chúa, nhưng mà also through building cái relationship với Chúa, take that relationship and what I learn and spread it by các em or everyone else that I meet in life. Tuyệt vời. Cảm ơn hai con, cảm ơn hai đứa đã cứu cha được giây phút này. Đúng rồi, cháu không biết gì hết. Cháu không biết gì hết. Tụi con muốn nghe cha nữa. Mình vẫn không quên này, vẫn không quên được. Cha nói thật đi. Thì cũng giống như là cha Thái đây, ít nhiều mình không thể nào mà không đón nhận được cái gì. Như vậy thì trong 10 năm khi tôi đi như thế này, nó có quá nhiều. Nha. Thì tôi bây giờ lấy cái tiêu chuẩn thế này là cái gì xảy ra gần nhất đây. Thế thì cái chuyến sau cùng gần nhất đây, tự nhiên tôi đặt câu hỏi như thế này. Ai là người khám phá ra cái lối đi đàng thánh giá? Vị thánh nào trong giáo hội mà lại nghĩ ra cái cách đi đàng thánh giá như thế này? Rồi tôi về tôi search ở trên internet xem thánh nào vào thế kỷ bao giờ thì người ta có cái đi đàng thánh giá như chúng ta đi hôm nay. Nhưng sau cùng thì tôi nghĩ và tôi đối với riêng tôi thôi, thì tôi cho là đúng. Và với riêng tôi thôi, thì nó giúp ích cho tôi rất là nhiều là thế này. Tôi thấy mỗi lần mà có cơ hội để trở về làng cũ, thì bao giờ tôi cũng ra thăm mộ của bố mẹ ông bà. Và tôi thấy khi người ta có một người trong gia đình mất đi, an táng ở nghĩa địa xong, họ đâu có quên đâu. Có khi ngày hôm sau ra nghĩa địa. Ngày hôm sau ra nghĩa địa. Rồi có khi
một đứa con qua đời thì cha mẹ hay vào nhìn phòng của đứa con, nhớ lại những kỷ niệm. Thì tôi nghĩ rằng cái con đường thập giá mà Đức Mẹ cùng đi với Chúa, Chúa ngã ở chỗ nào? Đức Mẹ đến và nhìn thấy Chúa ngã, ôm xác, Đức Mẹ đau thế nào? Trên hành trình đi, rồi đứng dưới chân thánh giá, làm sao Đức Mẹ có thể quên được những kỷ niệm đó? Thì tôi nghĩ rằng có thể sau khi mà Chúa chết trên thánh giá rồi, ngày hôm sau có thể Đức Mẹ lại đi lại con đường đó, ôn lại kỷ niệm đó. Nếu như vậy thì Đức Mẹ là người đầu tiên phát minh ra chặng đàng thánh giá. Và tôi thấy cái điều đó hợp lý thôi. Vì làm sao Đức Mẹ không có thể trở lại đó để thăm lại những cái dấu chân mình đã đi cùng với con của mình. Thì tôi nghĩ như vậy cái câu trả lời hợp lý là có thể Đức Mẹ là người đầu tiên đã đi chặng đàng thánh giá. Cái đó nó giúp cho tôi rất nhiều. Và đây là một điều mà tôi sẽ trình bày trong cái khóa Mài Rìu Tâm Linh tháng 2 ở nhà thờ La Vang. Chúng ta nghe nhiều về Đức Mẹ sầu bi. Nhưng mà có khi chúng ta chưa đào sâu kỹ. Thì có một lần lúc mà tôi ngồi trong đền thờ Jerusalem của mình tôi đó, thì tôi ngồi tôi hình dung thế này. Khi mà Chúa phục sinh xong, Phúc Âm không có nói là Chúa hiện ra với Đức Mẹ. Nhưng mà chắc chắn là Chúa phải hiện ra với Đức Mẹ. Vì đây là mẹ của mình mà. Chúa hiện ra với bao nhiêu người khác mà tại sao không hiện ra với Đức Mẹ? Thì tôi nghĩ là Chúa hiện ra với Đức Mẹ. Phúc Âm thì không nói. Rồi tôi tưởng tượng thế này. Khi Chúa hiện ra với Đức Mẹ thì ai lên tiếng trước? Đức Mẹ nói với Chúa trước hay là Chúa nói với Đức Mẹ? Chả nhẽ khi Chúa hiện ra xong cứ hai người cứ đứng im à? Theo con á thì là thường thường nếu mà con của con mà đi học xa xong trở về á là con là người chạy tới chứ, con là phải ôm chầm con, phải la lên con lên là người mẹ nói phải, đúng không cha? Đúng không? Cũng đồng ý vậy. Cha Thái thì cha sao? Cha Thái nghĩ sao ạ? Đức mẹ, Đức mẹ. Ok, thì khi tôi hình dung, tôi tưởng tượng như vậy thì tôi thấy Đức Mẹ. Nhưng mà Đức Mẹ nói cái gì? Và tôi thấy Chúa cũng nói, nhưng mà Chúa nói cái gì? Thế thì bây giờ anh Dũng đây, cha Thái đây, chị Kathleen đây, rồi hai con. Con nghĩ rằng Đức Mẹ nói thì Đức Mẹ nói cái gì? Mà Chúa nói thì Chúa nói cái gì? Theo con thì dựa trên Phúc Âm, lần đầu Chúa hiện ra với các môn đệ cứng họng không nói được. Mà chỉ Chúa chỉ nói các môn đệ lúc đó xúc động lắm, có lẽ sợ, chưa là bình an cho các con. Chúa nói chưa? Vâng. Chưa nói chưa? Nên cha lưỡng lự, cha không chưa nói chưa? Nói tại vì những người kia cứng họng, các môn đệ, các đàn ông cứng họng. Nhưng mà khi Chúa hiện ra với bà Maria Magdalena đó, thì bà Maria lại nói trước. Vậy có đúng không? Đặt bào lại xúc động nói trước. Vậy con hiểu rồi. Bà nói đúng hay nói sai? Bà nói trước mà là họ nói sai. Ok đây. Đức Mẹ không nói sai được cha, có đây. Thể Magdalena nói sai nhưng mà Đức Mẹ chắc là không. Thôi thì mỗi một người đều có thể tưởng tượng, dùng cái imagination của mình, cái tưởng tượng của mình. Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra là cái hoa trái thiêng liêng nào nó xảy ra đối với riêng tôi. Thì tôi hình dung ra khi Chúa phục sinh xong, Đức Mẹ Chúa gặp thì Đức Chúa nói trước. Nhưng mà Chúa nói thế này: con cảm ơn mẹ. Vì con mà đời mẹ quá khổ. Vì thực sự Đức Mẹ chịu nhiều gian nan lắm. Nên Chúa cảm ơn Đức Mẹ. Chúa nói vậy. Con cảm ơn mẹ. Vì đời của con mà mẹ quá khổ. Bây giờ con đã phục sinh. Khi tôi nghe như vậy xong, tôi thinh lặng. Tôi suy niệm là như vậy thì Đức Mẹ sẽ nói làm sao? Nếu bây giờ mà tôi đặt một đề tài cho người ta suy niệm thì tôi cũng sẽ hỏi họ. Nhưng mà thôi bây giờ tôi trả lời, kẻo chúng ta không có nhiều thời gian ở đây.
Thì Đức Mẹ nói với Chúa Giê-xu thế này: con đã phục sinh, nhưng mà đời sống của mẹ vẫn tiếp tục. Thì trong tôi suy nghĩ ngay, Chúa phục sinh, Chúa là chấm dứt cái cuộc sống, cái đau khổ của Chúa rồi. Nhưng Đức Mẹ vẫn tiếp tục sống. Đức Mẹ tiếp tục đau khổ với con cái trong giáo hội. Và tự nhiên tôi thấy, trời ơi, Đức Mẹ quá tuyệt vời. Và tôi cảm thấy cái danh hiệu Đức Mẹ Sầu Bi là danh hiệu quá đẹp. Chứ Đức Mẹ không đòi phục sinh hay được. Con phục sinh, con Đức Mẹ phục sinh luôn. Thì dĩ nhiên là luôn, chúng ta biết rồi. Đức Mẹ không, không, không. Đức Mẹ cứ còn ở lại với các môn đệ chứ. Cha nói như vậy con mới thật sự đó, nếu mà một người con bây giờ mình hơi đi đề tài một chút xíu, nhưng mà nói về tình thương yêu giữa con với mẹ đó thì đúng rồi, nếu mà người con bình thường thế gian của mình nhớ không ôm về bây giờ mình xong rồi mình cũng rước mẹ về trời luôn đấy á, con qua Mỹ rồi giờ con bảo lãnh mẹ không đi luôn mà Đức và Chúa không có bảo lãnh Đức Mẹ đi để cho Đức Mẹ đâu bảo lãnh Đức Mẹ đi ngay để Đức Mẹ sống với giáo hội. Đấy là mình cái hình ảnh cái tuyệt vời của Đức Mẹ. Cho khi Đức Mẹ nói như vậy, chúng ta cảm thấy rằng Chúa, bây giờ Chúa phục sinh, Chúa không còn đau đớn trong thân xác, nhưng mà Đức Mẹ vẫn tiếp tục đồng hành với giáo hội. Cho nên vai trò của Đức Mẹ quá tuyệt vời trong giáo hội. Thì đấy là đề tài mà tôi sẽ khai thác trong cái khóa bài Rìu Tâm Linh sắp tới về hình ảnh của Đức Mẹ sau khi Chúa phục sinh. Vậy là câu trả lời của cha đã xong rồi. Sẽ còn tiếp tục cho đến cái khóa bài Rìu Tâm Linh thì cha nói tiếp. Nói về Đức Mẹ thôi chứ không có nói về Đất Thánh. Trở lại cái câu chuyện mà về Đất Thánh. Hôm nãy con có nghe cha Thái nói đi bộ mấy trăm cây số ở bên Âu Châu. Con cứ nhìn đầu gối của cha Thái không, xem có cái gì nó khác không mà cha đi được mấy trăm cây số. Bởi vậy cho nên con thấy cũng đi về Âu Châu rất hay. Mà cha nó thường đưa những đoàn hành hương đi do Thái. Nhưng mà có giờ cha đưa tổ chức có những đoàn hành hương đi Roma hay là đi Fatima hay Lộ Đức ở Âu Châu không vậy cha? Cảm ơn anh cũng đặt cái câu hỏi này. Khi kỷ niệm năm 2017 thì tôi đã dẫn đi Roma, đi Lộ Đức, Fatima rất nhiều. Rồi sau đó thì tôi không đi con đường đó nữa mà tôi dẫn trên con đường Lòng Chúa Thương Xót, Đức Mẹ Mễ Du. Nhưng mà riêng tới năm 2025 này thì là năm thánh. Năm thánh thì phải học hỏi về năm thánh. Và đó cũng là đề tài trong cái khóa bài Rìu, tôi sẽ nhấn mạnh về năm thánh chúng ta phải chuẩn bị thế nào. Thì có một số anh chị em họ đề nghị với tôi là năm thánh đó thì cũng dẫn một số đi về Roma, đi qua cửa thánh, đi Lộ Đức, đi Fatima thì năm 2025. Thì tôi sẽ đi con đường đó. Thì bây giờ mình đang nhân tiện mình nói về hành hương đó cha. Thì con muốn biết mình nói chút xíu về vấn đề thiêng liêng đi. Thì để có một chuyến đi hành hương tốt thì mọi người phải chuẩn bị bằng cách nào? Chuẩn bị bằng cách nào? Thì tôi nghĩ là hai em này nó cũng đã trả lời rồi, trước khi đi nó chuẩn bị thế nào. Rồi cha Thái cũng đã chuẩn bị thế nào rồi anh Dũng rồi. Thì tôi nghĩ là lúc nãy con nói phải có cái goal, có cái mục đích đó. Thì khi đi Đất Thánh thì phải có cái mục đích đi để làm gì. Đi để du lịch thì nó khác, còn đi để học hỏi thì nó khác. Thế còn riêng đối với tôi thì tôi không dẫn người ta đi du lịch mà dẫn người ta đi để học hỏi. Nó là một khóa học. Nó là một khóa học. Bởi vì xưa nay tôi chưa đi Đất Thánh đó, thì nhiều điều tôi hiểu sai. Tôi thí dụ một cách đơn giản, nói về hồ Siloe, Chúa chữa mắt cho người mù ở hồ Siloe. Nhưng nếu không biết rõ hồ Siloe thì làm sao tôi có thể giảng về Chúa chữa mắt cho người mù ở hồ Siloe được. Cho nên nó là một cuộc học hỏi. Và cái thứ hai, nó là một cuộc cầu nguyện. Cho nên hai con đi, con thấy là cha nhấn mạnh về vấn đề cầu nguyện nhiều. Thì đó là cái chúng ta phải có cái trong cái tâm trí của chúng ta để chúng ta chuẩn bị. Dạ, con xin cảm ơn cha. Qua buổi tọa đàm hôm nay là chúng con cũng học hỏi rất là nhiều. Con cảm ơn cha, con cảm ơn cha Nguyễn Trọng Tứ, con rất cảm ơn cha Nguyễn Thái cùng hai em. Như là quý vị đã biết thì tháng 2 tới này, tháng 2 ngày 23, 24 là cuối tuần thứ bảy Chủ nhật.
cha sẽ có một buổi tĩnh tâm gọi là mài rìu, như là cha lúc nói lúc nãy. Thì quý vị xin muốn liên lạc hay là muốn ghi danh thì sẽ có information, sẽ gửi tin tức, sẽ gửi điện tử cho quý vị. Chúng con xin cảm ơn hai cha, anh Dũng và hai em. Xin gặp cha lại buổi khóa mài rìu của nhà thờ La Vang vào tháng 2, 24, 23, 24, 25. 24, 25. Theo con được biết, chương trình mục vụ của cha rất bận rộn ở các nhiều nơi khác. Đây là khóa học về tu đức, đào sâu thêm về kiến thức thần học, được một số anh chị em có thiện chí đứng ra tổ chức. Không ngoài mục đích là muốn nâng cao kiến thức và cùng nhau học hỏi nhiều về những vấn nạn mà đời sống đức tin đòi hỏi, cần thấu hiểu trong xã hội ngày hôm nay. Con Khát Đen, con xin mời cha. Cảm ơn chị. Cảm ơn đặc biệt đến Tin Vui Media. Và trong câu chuyện vô tình chúng ta gặp nhau ở đây, con xin cảm ơn cha Thái, rồi anh Dũng và đặc biệt là hai bé đến đây. Kính thưa quý vị, anh chị em trong chương trình Tin Vui Media, một lần nữa tôi lấy cơ hội này để cảm ơn tất cả quý vị và anh chị em đã cầu nguyện cho tôi và cho nhóm hành hương ở bên Úc hồi tháng 10 vừa qua. Và chúng ta cầu nguyện cho sự hòa bình. Chúng ta có một điểm hy vọng là chắc là Chúa cũng muốn dùng tất cả mọi biến cố để nhắn nhủ chúng ta một điều gì, thì chúng ta lắng nghe. Nhưng đặc biệt tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và anh chị em trong chương trình. Xin chào. Dạ, con xin mời cha. Dạ, tôi Linh Mục Duy Xe Nguyễn Thái xin kính chào toàn thể quý khán thính giả Đài Tin Vui Media. Hai em. Dạ, tụi con xin kính chào quý vị luôn và cảm ơn các buổi mình chia sẻ được cái lần đi hành hương. Dạ, tốt quá. Anh Dũng ạ. Cảm ơn quý vị giả theo dõi cái buổi nói chuyện của cùng hai cha ở đây. Và cảm ơn chị đã giới thiệu khóa mài rìu tâm linh vào ngày 24-25. Dạ vâng, dạ vâng cơ. Dạ, con Kathleen xin được kính chào quý khán thính giả và xin hẹn gặp lại dịp sau.